Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình có cây hoa giấy tím Huế và sắc pháo. Đây, cây tím Huế bên này, cây to, còn sắc pháo bên kia, cây bé. Đấy, hôm nay bắt đầu vào mùa để xử lý cây hoa giấy cho ra hoa Tết nhé. Mình làm cái video này bắt đầu quay quá trình mình bắt đầu tiến hành xử lý để cho nó ép cho nó ra hoa đúng Tết Nguyên Đán 2022 nhé. Đấy. Đấy, cây hoa giấy á, leo ban công chung cư của nhà mình nhá. Đấy, mình quay cái ngày hôm nay, lịch hôm nay đây các bạn nhá. Đây này. Ngày 22 tháng 10 nhá. Hôm nay năm nay thì mình xử lý nó sớm hơn một tí. Cây hoa giấy tím Huế này của mình nó cũng tương đối già rồi các bạn ạ. Vừa rồi có hai đợt gió mùa đông bắc cho nên là lá nó sơ xác thế kia nhá, chứ không phải là ấy đâu, không phải là nó làm sao đâu. Đấy, cái phần lá xanh thì vẫn xanh mướt, xanh đen này. Đấy, hơi ngược sáng nhá. Đây là cây sắc pháo này. Cây sắc pháo này thì nó còn non cho nên là khả năng mình xử lý thì cũng chưa chắc nó đã ra hoa được Tết. Cái sắc pháo thì nó hay ra hoa mùa hè, như tím Huế thì nó hay ra mùa đông. Đấy, cái cây tím Huế của mình này, bò kín ban công. Rụng hết lá. Cái cây này tím Huế này của mình vừa chơi hết hoa vào tháng cách đây khoảng khoảng 2 tháng gì đấy. Mình có video đăng ở trên YouTube đấy. Thế còn cái cây tử, cái con của nó thì mình chăm sóc rất là đẹp và nó có một bông hoa nha các bạn nhé. Đây, có một bông. Đấy, kệ để nó để chơi, không sao cả. Đấy. Cái cách để ép cây hoa giấy ra hoa đúng Tết thì ở trên mạng đăng rất là nhiều nhiều bài rồi, thì các bạn cũng biết rồi đấy. Thế cho nên là mình không phải nói nhiều nữa. Thế nhưng mà như cái cây này của mình thì hôm nay mình bắt đầu tiến hành ép nước nhé. Vì cái form form cây này của mình thì cách đây khoảng tháng 2 tháng gì đấy nó hết hoa, thì mình đã cắt chỉnh form rồi. Cắt chỉnh chỉnh form rồi cho nên là hôm nay mình không cần sửa nữa. Cứ để như thế này thôi, để nguyên bản như này và để nguyên lá này, không cắt chỉnh gì cả. Đấy. Thế xong rồi bây giờ mình sẽ tiến hành dừng tưới nước nhé. Đây là mình làm hệ thống tưới tự động. Hệ thống tưới tự động thì hôm nay là mình đây mình khóa vòi không tưới nữa. Và mình sẽ tính từ hôm nay mình sẽ tiến hành là ngắt nước không tưới cho cây hoa giấy này nữa trong vòng 2 tuần. Trong vòng 2 tuần nhá. Để xong là mình sẽ tiếp tục quay video để các bạn xem.
Mình đã ngắt nước được 5 hôm các bạn nhá. 27 tháng 11 đây. À, tháng 10 đây. Đấy, cây hoa giấy ngắt nước được 5 hôm các bạn nhá. Lá nó đã khô hết rồi, đang có gió mùa đông bắc nữa. Lá khô xào xạc rồi. Đấy, gió xào xạc hết các bạn ạ. Đây cái phần ở dưới đây, cái cây con ở dưới đây, rũ rượi này rồi. Kéo rũ rồi. Năm ngày cây lá héo. Đấy, sau 5 ngày cắt ngắt nước thì hôm nay mình tiến hành mình cho nó một cốc nhá. Đấy, mình cho nó một cốc không nó tạch mất của mình. Đấy, tưới cho nó một cốc. Cốc cho nó đó. Có tí nước. Bên cây xác pháo này thì lá nghe có vẻ không héo mấy các bạn ạ. Thì khả năng là cái chậu này nó nhiều đất mới cây này ít lá. Thế thôi cũng sau 5 ngày ngắt nước rồi mình tưới cho nó một ít nhé. Ít thì cốc. Đấy. Rồi. Đó, mình tiếp tục ngắt nước tiếp. Làm sao đủ đúng 2 tuần các bạn ạ. Đủ đúng 2 tuần thì thôi nhá. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11 nha các bạn nhé. Mùng 4 tháng 11 năm Tân Sửu 2021. Và là ngày mùng 7 tháng 12. Đấy, thế là mình đã bắt đầu xiết nước cái cây này từ hôm 22 tháng 10 nhé. Mà hôm nay là mùng 4 tháng 11. Tức là được khoảng 12 ngày đấy. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cho nó một cốc nước nữa. Thế còn đợi đúng đến khoảng 14-15 ngày thì mình sẽ hàng ngày mình sẽ tưới lại bình thường nhé. Hôm nay sờ lá nó khô lắm rồi, giòn tanh tách này. Nhưng mà cái lạ là cái bên cái cây tím Huế này của mình này. Tím Huế này của mình thì lá rất là khô, héo, giòn. Thế còn cái cây sắc pháo bên này lá vẫn xanh tốt. Chả hiểu làm sao hay cái chậu nó độ ẩm nó giữ lâu được. Đấy. Bây giờ quay sát ra để các bạn thấy nhá. Đấy, mình đã đầu xiết nước được 12 ngày rồi. Đấy, thấy không? Cây héo rũ rượi rồi các bạn ạ. Lá hiện tại nó đang rụng rất nhiều xuống dưới sàn nhá. Đấy. Các bạn thấy chưa? Lá héo hết rồi. Đấy. Đấy, đây. Đấy, đấy nhá. Đấy. Lá nó giòn hết rồi các bạn. Lá giòn hết rồi nhá. Đấy. Thấy chưa? Đây cây sắc pháo thì lá vẫn là xanh. Vẫn là xanh, chứng tỏ nó nhiều nữa. Tím Huế thì coi như được khô hết.
cái cây dưới này mình vặt bỏ hết lá đấy nha. Hôm nay mình lại tiếp tục cho tưới cho nó một cốc nước nhá, nước không nó tèo mất. Đấy. Hết đúng một cốc. Đấy, tiếp tục để thêm 2-3 ngày nữa thì sẽ chuyển sang tưới nước bình thường. Chào các bạn nhé. Hôm nay mình tiếp tục lại quay cái video giai đoạn cuối của quá trình ngắt nước, xiết nước để ép cái cây hoa giấy ra hoa đúng Tết nhé. Cây hoa giấy của mình ngoài ban công kia. Và đây, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 12 nhé. Ngày mùng 10 tháng 12 và là ngày mùng 7 tháng 11. Đấy, thứ 6. Ngày mùng 7 tháng 11 và ngày mùng 10 tháng 12. Thế là mình đã ngắt nước ép cái cây hoa giấy này được trong vòng đúng 2 tuần nha các bạn nhé. Trong vòng 2 tuần đấy thì mình mới chỉ có 2 lần tưới bổ sung cho nó nước, cho nó mỗi lần một cốc nước, và cách đây mấy hôm ấy. Thế còn hôm nay là được đúng 2 tuần thì mình sẽ tiến hành tưới nước bình thường nhé. Tưới nước lại bình thường nhưng mà sẽ ít hơn, bởi vì là ít hơn thường ngày, bởi vì là hiện tại cái hoa giấy nó còn ít lá lắm. Đấy, cho các bạn xem. Cái cây sắc pháo thì khả năng là nó bé, cho nên là cái chậu nó vẫn giữ được độ ẩm, cho nên là nó không héo mấy. Chứ còn cái cây tím Huế thì lá giòn rơi tanh tách. Đấy, cho các bạn xem. Đấy, lá rơi đầy ở ngoài ban công nha các bạn nhé. Đấy. Đấy là lá rơi. Đấy, bây giờ mình sẽ mở cửa đi ra quay sát cho các bạn xem nhé. Hôm nay là trời rét cho nên là ngoài trời nó không được sáng sủa là cho lắm. Đấy, lá hầu như là sơ xác hết các bạn. Như cách đây mấy hôm ấy mình quay cái video đấy thì cái giai đoạn trong cái giai đoạn ngắt nước ấy thì mình thử cái lá của nó để các bạn biết là nó giòn tanh tách nhá. Cái phần kia, phần đầu cây kia là nó còn rụng hết lá do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, quay sát nha. Đây là ở ban công chung cư cho nên quay nó hơi ngược sáng các bạn ạ. Các bạn thông cảm nhá. Mình sẽ tiếp tục cái video từ nay đến Tết để cái cây xem cái quá trình phát triển của cái cây hoa giấy này, nó lúc nào nó ra hoa và là nó phát lộc khi nào. Đấy, cây này thì cái tử ở dưới thì mình vặt bỏ hết lá đây các bạn nhé. Lá nó rụng sáng ra đấy, sáng ra lá nó rụng rất nhiều ban công luôn đấy, lá khô hết rồi. Đấy, giòn hết rồi. Mỗi cái thằng sắc pháo kia thì nó lại không héo mấy. Còn bên tím Huế này thì héo rũ ra rồi. Đó. Thì bắt đầu từ hôm nay mình sẽ tiến hành tưới nước lại bình thường nhé các bạn nhé. Tưới bình thường lại cho nó, nhưng mà tưới ít hơn mọi khi, để cho nó lại hồi cây và nó chuẩn bị ra hoa. Đấy, đây mình mới đổ nước, chuẩn bị nước
trắng hay da chậu. Đây mình dùng cái cốc này, cốc nhỏ nhỏ thôi. Khả năng ngày cốc này bé thì khả năng mình sẽ phải cho 3 cốc. Đây. Đấy. 1 cốc. Đây là cái hệ thống tưới tự động của mình nhá. Tưới tự động không có ấy, mình làm thiết kế kiểu đơn giản như thế. 2 cốc. Đấy. 2 cốc. Khả năng là 2 cốc thôi. Thế thôi các bạn ạ. Chứ không sợ nó nhiều quá thì cũng không ổn. Đấy thôi. Mình cho 2 cốc thôi. Tưới dần dần. Hôm nay bắt đầu hết ngắt nước và tiến hành tưới nước lại bình thường thì mình đầu tiên mình tưới chỉ khoảng 2 cốc nước thôi. Thế còn mai mình sẽ tưới lên 3 cốc, 4 cốc, nhiều hơn để cho nó đỡ sốc cây. Năm nay cái cây này là ra hoa được 3 lần rồi nhá. 3 lứa hoa rồi. Bây giờ mình ép tiếp cái lứa thứ tư này. Xem là nó có ra hoa đúng Tết không thì các bạn tiếp tục theo dõi video của mình để biết nhá. Để xem là Tết này cây hoa này có bung lụa không. Chậu rất bé nhá các bạn nhá. Chậu bé mà cây rất là to. Đấy, bây giờ cái cây bên sát pháo này thì mình cho 1 cốc thôi. Sát pháo này mình tưới cho 1 cốc thôi. Tưới cho 1 cốc. Đấy. Cái màu xanh này là một lần mình bón trước khi mình ngắt nước nha các bạn nhé. Trước khi ngắt nước là mình bón cho cây nó khỏe. Thì nó màu xanh như vậy. Đấy, cây này nó bé, nó ít cành, ít lá cho nên là mình chỉ cho tưới cho nó 1 cốc thôi. Cái mầm nó vẫn không bị héo này. Các pháo này ấy phết. Thế là hôm nay mình làm cái video này là kết thúc cái quá trình ngắt nước để ép cái cây hoa giấy ra hoa đúng Tết nhé, theo cái cách thủ công đơn giản nhất các bạn nhé. Thế còn để ép cây hoa giấy ra hoa thì nó có nhiều cách, nhưng mà cái cây trước khi mà nó ra hoa được thì nó phải đảm bảo là cái độ sức khỏe của cây, tức là đủ dưỡng chất. Đấy, đủ dưỡng chất để cây nó ra hoa. Thế còn cái cách để mà ép nó ra hoa thì nó có nhiều kiểu, nhiều cách làm. Nhiều cách làm mà mọi người có thể tham khảo thêm. Thế nhưng mình làm cái cách đơn giản nhất là ép nước. Ép nước thì mục đích của ép nước là để cho nó dừng cái việc dưỡng chất nuôi cây và sinh trưởng, làm cho nó chột cây, làm chột cây nó tức nó ra hoa. Thế còn nhiều người còn có cái cách làm, ví dụ như là có thể lấy cái dây buộc này, lấy cái dây buộc thít đây, thít cái chặt cái thân này, dây sắt. Đấy, hoặc là cắt rễ. Nếu mà cây dưới đất thì có thể đánh lên này, cắt chặt bỏ rễ xung quanh đi để nó ra bật cái rễ mới nó tức. Hoặc là có thể khoanh. Khi mình khoanh thì nó sẽ hại cây, hại thân hơn. Đấy. Ví dụ như một số cái cây ăn quả để mà kích ra quả, ép hoa ra quả, người ta toàn khoanh cây, tự nhiên cây nó tức thì nó ra nhiều hoa, nhiều quả. Thế cái hoa giấy này cũng thế. Thế nhưng mà cơ bản là nó vẫn phải đủ lực và đủ thời gian. Đủ thời gian thì nó mới ra được, chứ không phải lúc nào nó cũng phụt một phát là ra ngay được. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem cái video quá trình sau 2 tuần mình ngắt nước để ép cái cây hoa giấy này ra hoa đúng Tết Nguyên Đán năm nay nhá. Thế mình sẽ tiếp tục quay tiếp nối vào cái đoạn video này ở những cái quá trình là cây này nó hồi phục và nó ra nụ, ra mầm, ra nụ và ra hoa Tết để chơi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video rất là nhiều. Mời các bạn tiếp tục xem cái video giai đoạn tiếp theo của cái cây hoa giấy này của mình.